Đấy, đấy. Ngày nay nhóm mình là vị thi thưa ai sợ kỳ lô nông dịa phê tại môi sạp đá cứ sợ chiếc thanh thì có ba cô bao dưỡng dành chạp rồi hả tí môi nhóm mình cà phê Nestle cà phê này cứ mình men chia cà phê đài đài dương trong chỉ pin nữa nè cà phê này cứ dương đô máu đã trong tầm đó thì thôi chấm xem prap thì bên tao mình sẽ nick nhưng mà chơi rồi rồi cà phê mà nick go lắm bữa bong on admin cà phê cho ta Nestle theo mà đang các bạn đấy nick nhưng cho go cà phê Nestle đã bên tay kia go lắm vì là tôi chỉ sập cà phê sập bàn đó hay là bàn tay mà tiết nhưng mình là crush má bóng bóng crush má thông tiết hay là dương ở vô cao môi sát mặt trong cà phê mình là bốn vì thế nên nghi bằng phật dương thơ nhằm tầm một phép cứ ba nhằm hai kim tra ca cà phê chấm nguồn pi sạp rìa này cứ sạp rìa sạp trong cà phê nè muối hai pi sạp rìa bơ bông bơ nhằm cà phê trang chín nắng đặt ở trang chín nắng tới nhằm tra ca tại cà phê pi chấm nguồn pi sạp rìa nhưng mà trong cà phê cứ chạy tất cả đáy ở bóng phố tất cả đáy đam phố tất cả đáy đam phố và nhóm vô mà trong cà phê bọc nhóm đi nhóm đã bản mang tất cứ tam đầm rơi ca của bọc nhóm cứ đã cần lạc cao nhẹ cần lạc cao đi đầm bay đầm rơi cà phê bọc nhóm chùm luôn pin sập rí nhóm trong vì cô vì ấy ấy rồi đi cà phê đi sẵn cái này trên cái này bên tay hay dương ngọ chập đan đặt Krishma này dương đặt tay môi chấm đặt thế mình đặt rồi mà chúng mình nôn muối chứ nó bởi xanh thì dân nhằm cà phê tràn chứng nít cao riêng thông hay vên chứng nít dân nặng rồi mà muối rồi bên tay nhằm tra ca tay muối chùm nạch thế nằm bây đặt cà phê bọc nhằm nít dân nhục rộp đi chánh hay dương ở chợ bát châu cà phê đại dương ở lia ban rồi lia ní dương chợ dương ở chợ bát krishma châu đó luôn môi chấm nách ok dương đặt krishma chấm luôn môi chấm nách hai hay nhóm miên là mà mục tiết cứ tự mong mà bóng bóng tự mong sập nhóm đã bắn tạch đã châm luôn là môi sập rìa bằng đá nhưng mình bạch ra score thì nhóm đã tự mong với nhé môi sập rìa bóng bóng khác ăn nên tự mong mình bạch đã tự mong của bạn đá cứ đặt tè krishma lên cà phê đầm bay ở sọ kỳ lô không dễ bề đọc lấy nhà mà riêng rồi bật môn là ha tầm nguồn đập răng một tí nhưng nhằm cà phê krishma đến tới dân mình sọ kỳ lô không dễ bề mùi sạp đà cô đầm bay ở bia ở chỗ chiếc chùm mùi krishma hay nâng tức môn ấy ở bia hay ở bia thì chuyện tịch phóng
ខ្ញុំមកសាកល្បងញ៉ាំណាបងប្អូនវាក្តៅយើងមិនអាចលើកញ៉ាំទាំងអស់បានទេយើងញ៉ាំដូចជាយើងញ៉ាំកាហ្វេធម្មតាយើងក៏លើកញ៉ាំតិចតិចទៅព្រោះជាកាហ្វេក្តៅមិនមែនកាហ្វេត្រជាក់ទេយើងធ្វើរបៀបនេះញ៉ាំរៀងរាល់ព្រឹកណាបងប្អូនរបៀបសម្រក់គីឡូបានយ៉ាងឆាប់រហ័សកាហ្វេក្រូចឆ្មាអូខេអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះអរគុណជម្រាបលា